Thưa quý vị khán giả, những ngày này tại Hà Nội thì mọi ánh nhìn của giới hâm mộ cũng như là giới mộ đạo thời trang đều tập trung về tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam đang diễn ra. Và Cà phê sáng với VTV3 đã không bỏ lỡ cơ hội này để mời đến đây hai vị khách rất đặc biệt. Một người là nhà thiết kế tài năng, là một trong những đại diện ưu tú đã đưa Việt Nam ra tới với bản đồ thời trang thế giới. Nhà thiết kế Công Trí cùng với chị Tuyết Thanh, giám đốc điều hành của một thương hiệu đã luôn đồng hành với những chất liệu nguyên thủy của Việt Nam. Có thể nói rõ hơn một chút về cái việc phối hợp rất là chặt chẽ giữa hai thương hiệu của hai người được không ạ? Thực ra thì chúng tôi đều có một cái mơ ước một ngày là chúng tôi đưa cái sản phẩm Lãnh Mỹ A đến người tiêu dùng tại Việt Nam. Và chúng tôi chăn trở biết bao nhiêu lâu để chúng tôi mới tìm ra được một cái câu trả lời rằng là ai là người có thể đồng hành cùng chúng tôi trong một cái công việc rất là quan trọng và khó khăn này. Cũng thật là bất ngờ là chúng tôi thấy rằng là anh Công Trí cũng đã lựa chọn cái loại vải Lãnh Mỹ A này để phát triển các cái bộ sưu tập riêng của mình, và các cái bộ sưu tập đó thực sự là có cái tiếng vang trong giới thời trang. Nó như là một cái niềm vui mà từ lâu rồi mình mới được bắt gặp trở lại. Cả một cái quãng đường mình hoạt động công việc gọi là cần cù như một chú ông chăm chỉ, và khi mà biết Hà Nội A cũng có một cái hướng muốn phát triển cũng như là duy trì cái loại vải Lãnh Mỹ A như thế, thì Công Trí như bắt gặp được một cái người bạn của mình rất là tâm huyết. Khi Trí nhìn những cái sản phẩm của Hà Nội A sản xuất thì mình cũng rất là ngỡ ngàng. Như cái ngày đầu mà Trí gặp vải Lãnh Mỹ A như thế, tất nhiên cái việc kết hợp thì sẽ cho mình có được thêm nhiều cái bài học. Tại vì mỗi cái partner mà mình kết hợp, mình làm việc với nhau, nếu có cái gì hay tốt thì mình sẽ một phần nào đó nó sẽ nâng mình lên. Thì đó cũng là cái lý do mà Công Trí nhận lời. Mình vừa được thể hiện những cái công việc mình yêu thích và mình còn được học qua cái sự kết hợp này. Sắp tới tháng 11 chúng tôi sẽ chính thức ra mắt bộ sưu tập đầu tiên với cái loại vải Lãnh Mỹ A này. Trước khi mà những ý tưởng lớn gặp nhau ở cái sự kết hợp này thì anh cũng đã theo đuổi và cũng đam mê với cái chất liệu Lãnh Mỹ A rồi. Tại sao nó lại khiến cho anh đắm đuối đến như thế? Trí đến với Lãnh Mỹ A rất là muộn. Khi Công Trí thấy được cái mảnh vải đó thì cái sức thuyết phục rất là lớn, và đến xưởng mà dệt vải thì mình mới cảm thấy được cái sự vất vả của những người công nhân, những người lao động để có thể làm nên cái mảnh vải đó. Và mình nghĩ mình phải làm một cái điều gì đó với mảnh vải như thế này. Một loại vải vốn là sản phẩm nức tiếng của vùng Tân Châu An Giang, đã có chặng đường lịch sử cả trăm năm. Từ thế kỷ trước, vải Lãnh Mỹ A được coi là món hàng xa xỉ, ngay cả với những tiểu thư nhà giàu có. Xa xỉ bởi lẽ để làm nên một mét vải, cần phải chờ đến mùa quả mặc nưa, loại quả dùng để nhuộm. Người thợ sẽ mất 6 tháng kiên nhẫn dệt vải, rồi trải qua 100 lần nhuộm, 20 lần giặt, 10 lần đập, tấm vải mới lên được ánh sắc đặc biệt không đâu có được. Mặc vải vào mùa nóng thì mát, mùa đông lại ấm áp, chất liệu lụa dai bền, mặc càng lâu càng lên bóng nhìn quý phái. Ấy vậy mà trải qua chiến tranh, loại vải gần như đã thất truyền, chỉ còn duy nhất một gia đình bám trụ với nghề, mặc cho cuộc sống bộn bề khó khăn. Rất may là nó có một cái cuộc gặp gỡ mang tính rất là cơ duyên, là có một chị người Pháp, là thiết kế người Pháp, là người mà chuyên làm việc với những cái hãng thời trang rất là danh tiếng trên toàn thế giới. Chị đã trực tiếp tìm đến nhà bác Tám Lăng, chị tên là Ho Mo Hong, và đường cũng như anh Công Trí thì chị hoàn toàn được thuyết phục bởi cái sự đặc biệt của cái loại vải đó, và chị quyết định là thuyết phục bác Tám Lăng là tiếp tục duy trì cái khung cửi đó, và chị sẽ cam kết là chị mua vải và chị tìm cách là giới thiệu đến các nhà thiết kế thời trang trên thế giới. Câu chuyện của chị Rose thì khoảng 6 năm sau đó thì chị Rose cũng vì những lý do cá nhân thì chị Rose có chuyển về Pháp sinh sống, thì chúng tôi đã quyết định là tiếp quản lại bao tiêu cái sản phẩm Lãnh Mỹ A ở chỗ gia đình bác Tám Lăng đó, đến tính đến nay là hơn 20 năm rồi. Chị đang mặc và thiết kế sử dụng chất liệu Lãnh Mỹ A mà. Thì với góc độ là đại diện của Hà Nội A thì chị cũng muốn cố gắng tranh thủ mọi cơ hội tối đa để truyền thông, để quảng bá về nó, về cái những thứ mà bọn chị rất là tự hào. Thực ra Lãnh Mỹ A nó còn có một cái tên khác mà tôi cũng chia sẻ luôn. Các bạn thiết kế người nước ngoài bên tôi thì đều gọi là lụa sơn mài. Bởi vì là giữa cái quy trình sản xuất để làm ra được một cái tấm vải như thế này,
với lại một cái quy trình làm ra được một cái sản phẩm sơn mài cao cấp, nó đều tìm đến cái sự tương đồng. Cứ mỗi lần nhuộm xong rồi lại phơi lên xong lại nhuộm tiếp. Thì cái sơn mài nó cũng thế, tức là đều phải là đầu tiên là cũng phải là mài xong sau đấy lại phủ sơn lên, thế xong sau đấy lại mài tiếp. Thì nó phải không biết là bao nhiêu bước, tính ra là nếu hiện nay số lớp mà có thể tính đến tối đa trong một cái sản phẩm sơn mài của chúng tôi là cũng phải 50 lớp như thế. Chính vì thế là nó có cái sự tương đồng về mặt quy trình cho nên tất cả các bạn thiết kế đều gọi là lụa sơn mài. Lụa lãnh Mỹ A, loại lụa quý của Việt Nam đang dần hồi sinh nhờ sự nỗ lực của các nhà thiết kế. Bộ sưu tập chủ đề lúa của nhà thiết kế Công Trí với chất liệu chủ đạo là lụa lãnh Mỹ A đã gây tiếng vang lớn tại tuần lễ thời trang Tokyo 2016 và tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thiết kế Võ Việt Trung cùng bộ sưu tập Cô Ba xứ Việt và Huê Khôi xứ Nam Kỳ cũng đã mang danh tiếng của màu lụa trái mặc mưa đi khắp thế giới. Quay trở lại với cái chất liệu lãnh Mỹ A thì không chỉ sử dụng nó để kinh doanh mà còn có một cái công việc rất quan trọng mà mình đã làm được phần nào đó, đó chính là khôi phục lại nó, vẫn đang trên con đường đó. Thực sự là chúng tôi rất là chăn trở bởi vì là ngay cả cái việc là vì chúng tôi quá là yêu quý cái loại vải nó này, nhưng mà chúng tôi vẫn là gặp khó khăn trong cái việc là làm thế nào để giới thiệu cái loại vải đó đến người tiêu dùng, làm thế nào để phát triển rộng hơn nữa để có thể cam kết được với gia đình bác Tám Lăng là chúng tôi không chỉ mua 3.000 mét vải một năm mà chúng tôi có thể mua nhiều hơn nữa, đủ để mà gia đình bác ấy đủ để sinh sống. Nhiều khi cũng phải nói rất thật là chúng tôi phải xây một cái nhà kho riêng có điều hòa và cứ giữ những cái tấm vải rất là đẹp đẽ ở trong đó. Vậy thì cái việc khôi phục để đưa nó, cái câu chuyện nó ra với đại chúng nhiều hơn, nó gặp khó khăn gì ạ? Một cái loại vải thì nó vẫn phải gắn liền với sản phẩm, nó phải gắn liền với lại cái tính ứng dụng. Và công chúng đón nhận, thường họ đón nhận ví dụ như là các bộ sưu tập thời trang của anh Công Trí. Yeah. Chứ họ cũng không dễ dàng đón nhận một cái loại vải mà chúng tôi có cố gắng truyền thông mãi. Bởi vì là bây giờ như mọi người cũng đều thấy là gần như là mọi người cũng không còn có may đo quá nhiều nữa. Mà nhiều khi cái xu hướng mà mặc đồ may sẵn ấy, nó cũng tương đối là phát triển. Chính vì thế thì chúng tôi thấy rằng là cái việc truyền thông đi cùng với lại nhà thiết kế Công Trí, nó vừa đồng thời làm nổi bật lên cái giá trị của cái loại vải đặc biệt này và nó đồng thời làm nổi bật luôn cái tài năng thiết kế của nhà thiết kế Công Trí nữa. Và đấy, theo tôi thì nó là hai cái vế rất là hoàn hảo để đi cùng với nhau mà chúng tôi buộc không thể tách rời. Chính vì thế là chúng tôi có lần lữa mãi và đến chỉ đến khi mà tôi hợp tác với Công Trí thì chúng tôi mới chính thức truyền thông về cái loại vải này. Vậy thì đối với anh, khi anh thiết kế bộ sưu tập sắp ra mắt tới đây với sử dụng chất liệu này thì cái đối tượng mà người ta muốn mặc những cái thiết kế đó sẽ là những người như thế nào? Với bộ sưu tập này thì các thiết kế của Công Trí là dành cho nữ và các quý cô, các quý bà. Cái điều mà mọi người ngỡ rằng là một người thiết kế như Trí có thể là bay bổng quá với những cái trang phục mà mang tính trình diễn trên sân khấu thì sẽ gặp khó khăn khi mà cho ra đời một cái bộ sưu tập nó mang tính ứng dụng hơn. Thì Trí nghĩ cái điều đó nó không phải là cái áp lực gì với nhà thiết kế cả. Quan trọng là hai tâm hồn và những cái điều mà chúng ta cùng suy nghĩ nó cùng một hướng và chúng ta cứ như thế mà dắt tay nhau ung dung mà đi thôi. Có một cái điều đặc biệt của lãnh Mỹ A đó là màu sắc của nó. Nó là một cái thuận lợi hay là một cái khó khăn khi mà anh tiếp nhận nó để thiết kế ra những cái sản phẩm của mình? Đối với lãnh Mỹ A thì nó chỉ có mỗi màu đen. Và màu đen của lãnh Mỹ A thì nó không như những cái màu đen của những loại vải khác. Nó cũng chẳng phải là đen mun hoặc là đen tuyền gì cả. Nó có một cái sắc độ đen mà trước đây khi Trí làm, Trí đặt cạnh những chất liệu vải khác thì nó không tương đồng vào bất cứ cái loại nào cả. Nghĩa là nó đứng độc lập, một cái màu đen hoàn toàn độc lập biệt. Thì cũng có thể đó là một cái đặc tính mà Trí hay đùa là cái loại vải rất là đỏng đảnh. Nghĩa là từ cái khâu sản xuất đến cái lúc mà đến tay của người thiết kế rồi nó vẫn đỏng đảnh như thường, và thậm chí là khi đưa lên trên bàn máy may thì nó thể hiện cái sự khó chịu của nó nhiều hơn nữa. Nghĩa là khi mà chúng ta may mà lỡ có bị phạm lỗi hay sai chút xíu gì đó là coi như bỏ cái khúc đấy, chứ không, tại vì khi may lại thì cái lỗ kim nó vẫn còn ở đấy, mình không thể xóa được.
Đó là cái mà khó khăn đối với nhà thiết kế. Tuy nhiên đối với công trí thì có thể là số khổ, cứ thấy cái khó thì cứ va đầu vào mà làm thôi, tại vì mình cũng thích thử nghiệm mình như thế. Quay lại cái màu sắc đen của loại vải này thì khi mà công trí thiết kế bộ sưu tập thì mình có cái sự kết hợp các cái kỹ thuật để tạo bề mặt chất liệu khác nhau trên chính cái loại vải này, như smocking hoặc là đan lại với nhau hoặc là đính kết như thế nào đấy để cho cái màu đen nó không còn đơn điệu nữa. Và có lẽ là quý vị khán giả thì đang rất là tò mò về ý tưởng cội nguồn của cái bộ sưu tập sắp tới của anh sử dụng chất liệu lãnh mi-a nó như thế nào. Trên cái tinh thần như chính cái mảnh lụa lãnh mi-a này, đó là cái sự trung thực, thì cũng giống như là cái tính trung thực trong cái việc sản xuất ra từng thước lụa như thế nào. Từ những cái nguyên liệu hoàn toàn organic, hoàn toàn thiên nhiên, không có pha tạp hóa chất như thế, thì điều đó đã là một phần trong cái ý tưởng bộ sưu tập của tôi. Và tôi muốn mọi thứ nó như được trở về với thiên nhiên, trở về với chính sự yên bình vốn có của nó. Các bạn cũng như khán giả sẽ thấy được một hình ảnh người phụ nữ rất là yên bình, rất là an nhiên với cuộc sống, với những cái họa tiết lá tre, cái hình ảnh như những người phụ nữ mái tóc dài hoặc đen ống ả như từng mét lụa lạnh mi-a sẽ được xuất hiện và ẩn dụ đâu đó trong chính bộ sưu tập của tôi. Và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng là mỗi người phụ nữ khi mang trên mình cái bộ váy hoặc bộ quần áo mà bằng vải giống như bộ váy của tôi đang mặc thì đều có quyền tự hào về trước mắt đầu tiên là mọi người sẽ nhìn nhận đấy là cô ấy sẽ là một người rất là có gu thẩm mỹ, rất là tinh tế, và hơn nữa là một người hiểu về những cái giá trị, về những cái tinh hoa của cái thủ công và biết tôn vinh nó trong cái thế giới hiện đại ngày nay. Có vẻ như là những chất liệu truyền thống thì là niềm đam mê của chị Tuyên Thanh cũng như những người cộng sự của mình. Lãnh mi-a là một trong những chất liệu như vậy. Còn có những chất liệu nào khác mà chị vẫn rất đang tâm huyết và đang phát triển để có thể là khôi phục, có thể là quảng bá nó nhiều hơn? Đối với chúng tôi thì những cái gì mà nó là đặc biệt là tinh hoa của thủ công thì chúng tôi luôn luôn tìm kiếm và luôn luôn đặt các cái sứ mệnh để phát triển nó. Các cái vật liệu sắp tới mà chúng tôi hướng đến có thể là ví dụ như là giấy gió, ví dụ như là gốm, hay là những cái gỗ quý, cái sản phẩm sơn mài thì cũng là một trong những cái đam mê của chúng tôi để tiếp nối phát huy cái thủ công truyền thống của Việt Nam, mang những cái tinh hoa đó lên một cái tầm cao mới. Đó là những cái sản phẩm về đồ nữ trang làm từ sơn mài thì đã thuyết phục tôi rất là nhiều, bởi vì cái sự tương đồng giữa những sản phẩm đó với những cái thước lụa lạnh mi-a như thế. Và khi mà đưa vào bộ sưu tập của mình thì tôi cảm thấy nó trở nên thú vị và nó sẽ có nhiều màu sắc hơn. Và những cái thước lụa lãnh mi-a một lần nữa sẽ được tôn vinh hơn trên những cái sản phẩm như vậy. Tức là nó cộng hưởng với nhau, nó tạo ra được một cái kết quả rất là tuyệt vời. Và cũng xin được chúc đầu tiên là sự kết hợp giữa chị Tuyết Thanh cùng với anh Công Trí nó sẽ đơm hoa kết trái, mang tới những cái sản phẩm được đón chào rộng rãi, được đánh giá cao không chỉ ở người tiêu dùng mà cả giới chuyên môn, những người hiểu biết, am hiểu về thời trang, hâm mộ thời trang. Và về lâu về dài thì những giá trị truyền thống, những chất liệu truyền thống sẽ luôn luôn được đẩy mạnh không chỉ trong nước mà ra cả thế giới nữa. Và xin được cảm ơn anh Công Trí và chị Tuyết Thanh đã dành thời gian với chuyện Billy Cafe ngày hôm nay.